Trong thời gian vừa qua, tại địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, khu công nghiệp Sài Đồng, đã đảm bảo công tác an ninh chính trị, an ninh trật tự phường, trong đó có phòng cháy chữa cháy. Phường Thạch Bàn cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với các đơn vị trong khu công nghiệp, ban giám đốc công ty để thường xuyên cập nhật tình hình biến động của công nhân trong công ty, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp, phân bố lực lượng ứng trực 24/24, đặc biệt tại các nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Công ty chúng tôi gồm có 13, thành lập ra 13 cái đội ở các cái phân xưởng bộ phận, và cơ cấu mỗi đội là gồm từ tối thiểu là 14 người, trong đó gồm các cái chỉ huy chữa cháy, các cái nhân viên sử dụng thiết bị chữa cháy, nhân viên hướng dẫn, nhân viên cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu. Điện thoại phải liên tục trực chiến, nếu công ty có xảy ra bất cứ một gì chúng tôi phải ứng cứu kịp thời. Trong giờ hành chính thì là công ty, còn ngoài hành chính thì chúng tôi cũng luôn luôn phải trực, để ví dụ công ty có vấn đề thì chúng tôi sẽ phải đến công ty ngay. Để triển khai công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa mưa bão, đội phòng cháy chữa cháy công an quận Long Biên đã tham mưu cho ban chỉ huy công an quận, ủy ban nhân dân quận đảm bảo trong công tác thường trực, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, dụng cụ để kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy nổ trên địa bàn quận. Trong những điểm lũ lên hoặc có nguy cơ cháy chập điện, lực lượng phòng cháy chữa cháy luôn thường trực 100% quân số, phối hợp với ủy ban nhân dân phường và công an phường nắm bắt tình hình và thường xuyên báo cáo về công an thành phố trong ngày. Từ những cái việc mà tập huấn tuyên truyền đó thì nhận thức của cán bộ công nhân viên, đặc biệt là đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất ở các cái kho xưởng của công ty thì cũng đã được nâng lên, và ý thức chấp hành cái công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công ty cũng là khá tốt. Trong thời điểm mùa mưa bão, nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy luôn thường trực. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Ủy ban Nhân dân cấp phường thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra định kỳ đột xuất đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và hướng dẫn yêu cầu 100% các hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, khắc phục các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Liên quan đến chủ yếu là công tác cứu nạn cứu hộ. Cứu nạn cứu hộ thì liên quan đến những cây đổ vào những hộ gia đình hoặc vào những cái ô tô hoặc là cản trở đường, thì chúng tôi sẽ cử cán bộ cùng phối hợp với cả các đơn vị chức năng của quận là chúng tôi xử lý ngay và liên tục. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy tới người dân, các chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời điểm mùa mưa bão như hiện nay, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các nhà xưởng, cơ sở sản xuất là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Các doanh nghiệp cần đảm bảo sẵn sàng các trang thiết bị chữa cháy và thiết bị phòng hộ, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ, kịp thời tổ chức chữa cháy có hiệu quả ngay từ khi mới phát sinh. Quyết tâm không để xảy ra cháy to, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.